giới loài người. Từng ngày đây chuyện buồn vui nơi thế giới loài người. Nước mắt ra có khi là vui mừng, và đôi khi buồn lắm, nụ cười luôn có sẵn trên môi. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui. Nơi thế giới loài người được sống với bao điều lạ. Nơi thế giới loài người từng ngày đầy chuyện buồn vui. Nơi thế giới loài người nước mắt ra có khi là vui mừng, và đôi khi buồn lắm, nụ cười luôn có sẵn trên môi. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Chị ơi, tụi mình xuống dưới không hả? Không sao đâu con, đây là tiếng sáo thần chứ không có gì đâu. Ủa, ai vậy? Tiếng sáo thần của ai? Của dì dè chứ của ai. Ờ à. Là con dừng lại đi, ba còn phải vẽ tranh mà. Vẽ nấu ăn nữa kìa. Dạ, tại vì con nghe nói nếu mà nhảy nhót thì sẽ làm cho con người cảm thấy vui vẻ, nên chị dè dè với thổi sáo để làm cho chú May vui mà. Giờ mấy con dòm đi, dòm mặt chú May kìa. Mặt vậy sao vui được. Đúng rồi đó. Thôi, thôi đi dè dè. Thôi đi. Rồi, vậy là đâu có kết quả gì đâu chị. Hai cái đứa này, bà đang vẽ tranh à. Mẹ mệt quá, mẹ mệt quá. Con khí rồi. Nhưng mà con cảm thấy vui lắm mà. Ông cũng cảm thấy vui lắm. Phải chi mà có bà con ở đây. Rồi anh ơi, cái tình cảm mà được gọi là tình yêu không nên đưa về thế giới phép thuật. Tình yêu mà mệt mỏi vậy, em nghĩ sống không nên có tình yêu thì tốt hơn. Ừ.
hay là mình làm thuốc phép thuật tình yêu ta? Đúng rồi, trong sách phép thuật thì làm sao mà có được. Bởi vì con người ở thế giới phép thuật có biết tình yêu là cái gì đâu chứ. À, đây là thuốc dành cho loài người, cho nên chắc cũng đơn giản thôi mà. Hay là mình làm thử đi. Phép thuật tình yêu. Tình yêu. Phép thuật tình yêu. Anh Bara, chắc là ngày mai em về thế giới phép thuật quá. Ừ, vậy đi. Chú ơi, còn quả hồng đen thì sao? Quả hồng đen về thế giới phép thuật rồi. Chú đưa quả hồng đen về trển rồi hả? Ừ. Hèn gì, mấy bữa nay mới trời yên sóng lặng vậy đó. Ông ơi, trước khi về thế giới phép thuật, ông gặp cô giáo nha. Cũng phải chào tạm biệt nữa chứ. Ông chú muốn lắm, nhưng hình như cô giáo từ chối. Ông đừng có lo, tụi con sẽ tìm cách giúp ông gặp cô giáo. Ừ, cảm ơn Suri nha. Thôi, không ăn nữa đâu, mọi người ăn đi. Còn Khay, lần này xuống thế giới loài người, ông chú biết được vị đắng tình yêu rồi đó. Đây là viên kẹo phép thuật tình yêu. Ai mà ăn nó vào thì sẽ ngủ một giấc, cho đến khi tỉnh dậy, thấy người nào đầu tiên là sẽ yêu ngay người đó. Đây là kẹo phép thuật tình yêu. Kẹo phép thuật tình yêu. Phép thuật tình yêu. Cô giáo nói cô giáo gọi ông chú đi. Nói ông chú phải đi xa, nên muốn gặp cô lần cuối. Dạ. Dạ, em biết rồi. Nhớ nha, phải nói với cô giáo đó. Dạ. Ờ, vậy nha, chị đi đây. Dạ. Không biết phải nói với cô giáo sao ta. Dì dè, đi thôi, nhanh lên. Nè, từ giờ trở đi cho Tuấn đừng có đợi mình đi học chung nữa nghe chưa? Đâu có được. Dì dè, chờ mình với. Bữa nay ông chú mình về nước. Bữa nay sao? Ừ, mình đã hứa là sẽ giúp ông chú trước khi về nước, sẽ giúp ông chú gặp cô giáo lần cuối. Nhưng mà mình không biết giúp làm sao nữa. Suri, Hoàng Lan, Thu Hà, bạn giúp mình chuyện này được không? Chuyện gì? Hôm nay ông chú mình về nước nè, nhưng mà trước khi về nước, ông chú mình muốn gặp cô giáo Trúc lần cuối. Bạn giúp mình nha. Bữa nay ông chú về nước hả? Ừ. Vậy là không được rồi. Mình đã làm lại kế hoạch tác chiến rồi mà. Tác chiến? Thì tác chiến cho ông chú với lại cô giáo, chứ còn tác chiến gì nữa. Bạn nói rõ hơn đi. Thì mình thử tìm hiểu coi cô giáo thích mỗi người như thế nào, rồi mình sẽ biến ông chú thành y chang vậy luôn. Thưa cô. À, Thu Hà, có chuyện gì vậy? Em muốn hỏi cô một chuyện. Em cứ hỏi đi. Nhưng mà cô phải hứa là trả lời em nha. Thì em cứ hỏi rồi cô sẽ trả lời mà. Cô thích mẫu người đàn ông như thế nào? Sao lại hỏi chuyện này?
Cô hứa với em rồi mà, cô trả lời đi. Chuyện này á, cô chỉ nói cho một mình Thu Hà biết thôi nha. Dạ. Đây là bí mật, em không có được nói lung tung đâu á. Dạ. Cô thích một người đàn ông đeo một cặp kính trắng, điềm tĩnh, ít nói, nhưng mà phải có óc khôi hài. Vậy được chưa? Sở thích của cô giống của em rồi đó. Nhưng mà em thích có thêm tóc highlight nữa. Vậy nữa hả? Cảm ơn cô. Em Giang không? Ờ, Thu Hà, mày hỏi được chưa? Rồi, vậy cô giáo thích kiểu người như thế nào? Cô thích một người đeo kính, nhưng mà phải là loại kính trắng, không nói nhiều, đứng đắn, nhưng mà phải có bộ đầu óc khôi hài, y như sở thích của mình vậy. Hèn gì, cô giáo mình không thích ông chú của Suri là phải rồi. Vì ông chú của Suri nói nhiều quá mà. Nhưng sao mình vẫn thấy thích ông chú vậy ta? Suri, tiếp tới là gì của bạn đó. Mình biết rồi. Cố lên. Đi. 1, 2, 3. Yeah. Cô ơi. Gì vậy Suri? Cô ơi, bữa nay ông chú của em đi. Ông chú của em đi hả? Dạ. Không phải là chú mà là ông chú sao? Dạ, ông chú. Cô ơi, ông chú em muốn gặp cô để nói lời từ biệt. Đây là lần cuối cùng cô tới gặp ông chú em đi cô. Suri à, thật sự thì... Cô, lần này cô nhất định phải gặp ông chú em. Em đã hứa vì là lần cuối nên em sẽ giúp ông chú gặp cô. Nhưng mà... Cô ơi, cô gặp đi cô. Lần này ông chú đi, không biết bao giờ ông chú mới quay lại. Thôi được rồi, em về nói lại với ông chú là gặp cô 5 giờ chiều ở công viên nha. Dạ, em cảm ơn cô. Cô giáo đồng ý không? Anh Ba Ram ơi. Em buồn quá, em chán quá. Thôi, cứ coi như đó là một bài học kinh nghiệm lớn có được từ thế giới loài người đi. Tốt nhất là thầy đừng bao giờ đến với thế giới loài người nữa. Giờ anh cho anh năn nỉ em cũng không tới đâu. Đau khổ mệt mỏi, tới làm gì cho nó mệt anh? Chứ đừng có ôm đồm, tình yêu đâu có nhất thiết là phải đau đớn mệt mỏi như vậy đâu. Đó là anh nói thôi. Ờ bên nè, về thế giới phép thuật thì đừng có mà la hét ầm ĩ lên nghe chưa. Ê, nhớ đừng bao giờ nói với mọi người là tôi với bà Hoàng Lan hai đứa tôi không có gì đâu à, nhớ chưa? Anh sướng thiệt á, yêu mà không mệt mỏi, không đau khổ. Ôi, em ganh tị anh ghê luôn á. Ông chú ơi! Ông chú ơi! Ông chú ơi! Ông chú ơi! Ông chú! Ông chú! Tụi con đã tìm được một người đàn ông mà cô giáo thích rồi nè. Hả? Ông cứ lên tầng 2 với tụi con đi. Để đi ông! Đi ông! Đi ông! Ông hả? Ông có mắt kính trắng không? Mắt kính hả? Dạ. Có chứ. Vậy ông có bộ quần áo nào thật là lịch sự, trang trọng không? Cũng có luôn. Vậy thì ngay bây giờ ông phải đem một cái kính trắng, mặc bộ quần áo thật là đúng đắn nhanh lên. Ngay bây giờ hả? Dạ. Cô giáo của tụi con thích mẫu người như vậy đó ông chú. Cô giáo con nói là sẽ gặp ông hả? Dạ. Được thôi, đợi ông một chút xíu nha. Dạ. Một cái mắt kiến và một bộ đồ đàng hoàng đứng đắn phải không?
Không biết vậy có được chưa ta? Không biết á, là ông thay đồ có đẹp không ha? Chắc chắn là đẹp rồi. Đẹp ngang giữa tôi thôi. Bạn đừng có tự tin quá. Vui mà. Wow. Trời, ông phong độ á, giống như người khác vậy đó. Cô tụi con mà gặp á hả, thế nào cũng phải thích liền cho coi. Thiệt hả? Biết vậy ông đã mặc đồ này từ lâu rồi. Ông, với lại cô giáo nói thích như người đậu hài hước nữa. Hài hước? Mà hài hước là sao? Hài hước á là làm cho người khác cười và vui vẻ nữa đó ông. Hay là để con kể cho ông nghe những câu chuyện thật là vui nha. Nhưng trước tiên ông phải bao bánh và kẹo cho tụi con. Con kể đi. Dạ. Dê dê, chút nữa cho mình qua nhà dê dê chơi nha. Mình không có thời gian chơi cho Tuấn đâu. À, mình phải thử nghiệm viên kẹo phép thuật tình yêu chứ. Đúng rồi, trước tiên là phải cho Tuấn ăn trước, sau đó mời cô giáo ăn thử. Ăn thử. Cho Tuấn. Vậy. Thôi được rồi, chút xíu nữa Dê Dê sẽ qua nhà cho Tuấn chơi ha. Thiệt không? Thiệt. Lát Dê Dê qua nhà mình hả? Ừ. Hứa đi. Vậy giờ mình về dọn phòng nha. Lát nhớ qua sớm sớm. Hứa rồi đó nha. Sao mọi người thấy thế nào? Có được không? Có lịch sự không? Ông chú. Ừ? Ông bị sao vậy? Ừ. Sao nhìn thấy ông lạ quá? Có gì đâu mà lạ con. Ông chú thay đổi hình dáng như vậy, thay đổi cách ăn mặc như vậy là phù hợp với cô giáo Trúc đó. Ủa vậy hôm nay ông hẹn cô giáo hả? Đúng rồi, hẹn 5 giờ tại quán cà phê gần công viên đó. Suy, chị nghe nói 5 giờ chiều nay ông chú gặp cô giáo hả? Dạ, ở quán cà phê chứ công viên đó chị. Vậy em nói với ông chú đến trễ 10 phút nha. Chị vậy chị? Thì chị phải đến gặp cô giáo em trước. Mà nè, em không được nói với ai nghe đâu. Với lại tụi em cũng không đứa nào được đi theo luôn, nhớ chưa? Dạ, em biết rồi. Vậy nha. Đây là viên kẹo phép thuật tình yêu. Ai mà ăn vào thì sẽ ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy, thấy người nào đầu tiên thì sẽ yêu ngay người đó. Chính vì vậy, mình phải làm cho cô giáo của Suri ăn viên kẹo này trước khi ông chú của mình tới. Ông chú của mình mà được cô giáo của Suri thích thì... cho Tuấn ăn viên kẹo này thì khi tỉnh dậy, người đầu tiên cậu ta thấy sẽ là mình. Đến lúc đó thì kinh khủng quá. À, mà là hồ biết. Yeah. Ủa mời vô, mời vô. Tưng 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 tưng. Ủa, chó ở đâu vậy?
À, mình tặng cho Châu Tuấn đó. Trời ơi, gì vậy? Mình đâu có thích nuôi chó đâu. Thì Châu Tuấn sẽ thích liền thôi mà. Thôi. À, Châu Tuấn ăn cái này đi. Cái này mình đặc biệt làm riêng cho Châu Tuấn đó. Dì Dì làm riêng cho mình hả? Ờ. Dì tốt bụng quá à. Cảm ơn Dì nha. Châu Tuấn ăn đi. Kẹo thơm quá à. Châu Tuấn ăn đi. Ngọt ngọt á. Được rồi. Cô là cô giáo của Suri đúng không ạ? Ờ đúng rồi. Em là ai? Dạ em là chị của Suri. Em ngồi đi. Cô ơi, hôm nay cô đến gặp ông chú em lần cuối đúng không cô? Dạ cũng không có gì đâu. Thiệt ra là ông em rất là thích cô giáo. Ông em nói hôm nay đến gặp cô xong ông em sẽ về nước luôn. Chính vì vậy em mong cô hãy nói một lời gì đó thật tình cảm với ông em nha cô. Thiệt tình, em đến đây chỉ để nói vậy thôi hả? Dạ. Cô biết rồi. Dạ em cảm ơn cô. Cô ơi, em có cái này cô ăn đi. Em làm riêng cho cô đó. Cho cô hả? Dạ. Cô cảm ơn nha. Ý cô ơi, cô ăn liền bây giờ đi. Cô phải ăn trước mặt em mới được. Thôi được rồi. Nhìn phong độ quá à. Thiệt hả cô giáo? Mà bữa nay anh về nước không? Tôi chuẩn bị về. Không được đâu. Anh bay đừng có đi nữa nha. Sao? Cô giáo nói là tôi đừng đi nữa hả? Anh bay đừng có đi nữa nha. Cô giáo yêu cầu thì tôi sẽ không đi. Cô giáo nói vậy tôi sẽ ở lại. Mình nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô muốn cười hoài. Nơi thế giới loài người được sống với bao điều lạ. Nơi thế giới loài người từng ngày đầy chuyện buồn vui. Nơi thế giới loài người nước mắt ra có khi là vui mừng. Và đôi khi buồn lắm nụ cười.